Chào các bạn, chúng ta đã thấy rất nhiều sản phẩm đồng hồ thông minh đến từ các nhà sản xuất như Sony, Nike hay Adidas. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc smartwatch mới nhất đến từ gã khổng lồ Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Gear. Đầu tiên, các bạn có thể thấy Galaxy Gear mang trên mình một kiểu dáng khá hầm hố. Mặt trên của máy được bao phủ bởi mặt kính cường lực, các cạnh được bảo vệ bởi phần khung được làm bằng thép không gỉ. Máy được áp dụng nguyên lý thiết kế của Samsung hiện nay, đó chính là thân thiện với người sử dụng. Những người yêu thích vẻ đẹp mềm mại trên đồng hồ đeo tay chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng với Gear. Đổi lại, thiết kế bo tròn các cạnh, máy thật sự rất ôm tay người dùng. Tuy nhiên, mình không hiểu tại sao Samsung lại để 4 chiếc ốc vít tại 4 góc như thế này. Thật sự điều này khiến cho thiết kế của máy trở nên có phần thô hơn hẳn. Như các bạn đã thấy, chiếc đồng hồ này có thân máy cùng với dây đeo khá dày. Bên cạnh phải là nút nguồn có thể dùng để tắt hoặc khởi động máy. Chiếc Galaxy Gear này cũng có hai mic chống ồn ở cả hai bên đồng hồ. Phía cuối của dây đeo chính là loa ngoài, được làm bằng thép không gỉ, đồng thời có tác dụng điều chỉnh kích cỡ của đồng hồ. Dây đeo của máy được làm bằng cao su dẻo rất bám tay, tuy nhiên phần thân của sản phẩm hơi lồi ra làm chúng ta khó chịu khi đeo trong những lần đầu tiên. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì không còn cảm giác đó nữa. Thật tiếc là sản phẩm này lại không được trang bị tính năng chống nước, do đó các bạn sẽ phải thật cẩn thận nếu không muốn chiếc Galaxy Gear của mình trở thành một cục chặn giấy. Galaxy Gear được trang bị chip xử lý Exynos 4212 loại kép của chính Samsung, có tốc độ 800MHz cùng với GPU Mali 400. Ngoài ra, máy còn được trang bị bộ nhớ 4GB, RAM 512 cùng pin 315mAh. Máy chạy trên nền hệ điều hành Android 4.2.2 khá mới. Có thể thấy, đây là một cấu hình tương đối mạnh với một thiết bị chỉ xử lý những tác vụ rất cơ bản như chiếc Galaxy Gear này. Nhờ có các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Di động thông minh, mình đã can thiệp được vào phần mềm của máy và cài thêm một số ứng dụng khác để xem kỹ hơn về cấu hình máy. Đồng thời cũng benchmark thiết bị này để so sánh với các sản phẩm khác. Các bạn có thể xem điểm benchmark của máy ngay sau đây. Ngoài ra, mình cũng cài thử một số trò chơi nhẹ lên máy để xem tốc độ xử lý cũng như độ mượt mà của máy như thế nào. Bây giờ, mình sẽ chơi thử những trò chơi rất phổ biến như Ninja Fruit, Temple Run 2 hay đua xe để xem cấu hình của máy có thể đáp ứng được hay không. Mời các bạn cùng theo dõi. Với trò Fruit Ninja, máy hoạt động khá mượt mà dù có độ trễ nhất định. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi game trên một màn hình nhỏ như thế này, cảm giác thật sự khá là lạ lẫm. Bây giờ, mình sẽ chuyển qua trò chơi Temple Run để xem cảm biến của máy hoạt động ra sao. Các bạn thấy không, trò chơi chạy khá mượt, cảm biến chính xác cũng như màn hình tương đối nhạy. Cuối cùng, mình sẽ chơi một game đua xe để xem GPU của máy có sức mạnh như thế nào. Vâng, vào game rất nhanh. Hình ảnh rất mượt mà cùng cảm biến nhận diện tốt. Có thể khẳng định với cấu hình này của máy, việc chạy những ứng dụng cơ bản hay thậm chí là một số game nặng hoàn toàn đáp ứng được. Màn hình của máy chính là màn hình Super AMOLED vẫn thường thấy trên các thiết bị của Samsung, có độ phân giải 320x320 pixel cho mật độ điểm ảnh là 160 ppi. Mặc dù chỉ sở hữu độ phân giải thấp, nhưng chính kích thước chỉ 1,63 inch của màn hình đã cho ta cảm giác khi nhìn vào khá là mịn màng. Điều mình đánh giá cao là tuy chỉ có màn hình rất nhỏ nhưng khả năng hiển thị của Galaxy Gear rất tốt. Các chữ số có thể nhìn được rõ ràng ở điều kiện ngoài trời, đồng thời cũng thể hiện được ưu điểm rực rỡ trên các gam màu đỏ, xanh của màn hình AMOLED. Sở hữu camera BSI có độ phân giải 1,9 megapixel. Những tấm hình hay video của Galaxy Gear cho ra với chất lượng khá tốt, hình ảnh trong trẻo, rõ nét. Đặc biệt, camera của máy có thể lấy nét tự động, quay phim với độ phân giải HD 720 và 30 khung hình trên giây. Điều này đã làm nổi bật Galaxy Gear với các smartwatch khác trên thị trường. Đây có lẽ cũng là điểm mạnh nhất của thiết bị này. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh được chụp từ Galaxy Gear. Vốn là một sản phẩm được hướng đến như là một phụ kiện hữu ích đối với người sử dụng,
Galaxy Gear được hỗ trợ bởi rất nhiều phần mềm tiện ích. Thiết bị được trang bị sẵn các tính năng như theo dõi bước chân, xem nhật ký cuộc gọi, thời tiết, danh bạ, quay số hay nhận diện giọng nói. Đây là một sự cố gắng của Samsung khi muốn mang đến cho người sử dụng những tính năng hữu ích nhất. Hiện tại thì mới chỉ có Note 3 tương thích với sản phẩm này. Tuy nhiên, Samsung cũng sắp ra mắt bản cập nhật mới giúp các thiết bị cũ hơn như Galaxy S3 hay Note 2 có thể tương thích với sản phẩm này. Có một cấu hình tạm ổn cùng với hệ điều hành Android 4.2.2, Galaxy Gear có tốc độ khá ổn định và mượt mà. Chính vì không sở hữu các phím bấm trên màn hình cũng như các phím cứng, mà mọi thao tác điều hướng trên thiết bị sẽ dựa vào việc vuốt của người dùng trên màn hình cảm ứng. Các bạn có thể vuốt sang trái hoặc phải để chọn ứng dụng và vuốt lên phía trên để thoát. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thiết lập để truy cập ứng dụng nhanh chóng bằng cách nhấn 2 lần vào nút nguồn. Mặc định thì máy luôn tắt màn hình, chúng ta có thể mở máy bằng cách giơ tay lên như khi xem giờ, sau đó cảm biến của máy sẽ tự động mở màn hình lên. Chính vì vậy, máy có thời gian sử dụng pin khá tốt. Sau vài ngày trải nghiệm, mình nhận thấy Galaxy Gear nếu sử dụng với tần suất nhiều thì sẽ phải sạc hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng với cường độ trung bình hoặc ít, thì phải từ 2 đến 3 ngày mới phải sạc lại. Mặt khác, dù kết nối Bluetooth liên tục với điện thoại, song thời lượng pin của chiếc Note 3 mình đang sử dụng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng nhiều từ chiếc Galaxy Gear này. Mình đã thử nghiệm để hai máy kết nối qua đêm từ 10 giờ tối, đồng thời cũng bật Wi-Fi liên tục để check mail, và thật sự ngạc nhiên vì pin của điện thoại cũng như đồng hồ chỉ sụt khoảng 10%. Đây có thể nói là một sự hao phí năng lượng rất ít, vì bình thường nếu chúng ta để không điện thoại qua đêm thì cũng đã mất khoảng từ 5 đến 7% pin rồi. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm như cấu hình tốt, màn hình hiển thị sắc nét, rõ ràng cùng với hỗ trợ tốt từ các nhà phát triển, tuy nhiên Galaxy Gear vẫn chưa được phổ biến bởi giá bán khá cao cũng như thiết kế có phần hụt hơi so với các smartwatch khác. Chúng ta có thể hy vọng thế hệ tiếp theo sẽ khắc phục được những điểm yếu của thế hệ đầu tiên, giúp sản phẩm này trở nên phổ biến hơn. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể like Facebook cũng như subscribe đi channel của Di Động Thông Minh. Xin cảm ơn các bạn.